Chương trình đọc sách Phật giáo của Tủ sách Áo Lam xin kính chào chư tôn đức cùng quý vị Phật tử. Hôm nay Tủ sách Áo Lam sẽ đọc Kinh Pháp Cú, bài kệ số 8 phẩm song yếu. Ai sống quán bất tịnh, khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin, tinh cần, mà không uy hiếp được, như núi đá, trước gió. Kính thưa quý vị Tủ sách Áo Lam, chúng con phát nguyện đọc hàng ngàn cuốn sách Phật giáo để góp phần lưu truyền chánh pháp đến người hữu duyên. Chúng con kính xin quý vị vui lòng ủng hộ cho chúng con bằng cách like, thích, share, chia sẻ và subscribe đăng ký với kênh YouTube của Tủ sách Áo Lam để chúng con thông báo khi đăng cuốn sách audio mới. Và bây giờ chúng con xin được bắt đầu đọc, giới thiệu bài kệ và ý nghĩa sâu sắc của nó. Bài kệ từ phẩm song yếu trong Kinh Pháp Cú mà chúng ta sẽ khám phá có nội dung như sau. Ai sống quán bất tịnh, khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin, tinh cần, mà không uy hiếp được, như núi đá, trước gió. Bài kệ này không chỉ là một phần của một truyền thống tôn giáo lâu đời mà còn mang trong mình những nguyên tắc quan trọng có thể áp dụng vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Để hiểu rõ hơn về bài kệ, chúng ta sẽ phân tích từng phần và tìm ra cách mà chúng có thể giúp chúng ta sống một cuộc sống tự chủ và đầy ý nghĩa hơn. Khám phá các thành phần của bài kệ. Quán bất tịnh. Quán bất tịnh là một kỹ thuật thiền định, trong đó chúng ta phản ánh về sự tạm bợ và không bền vững của các hiện tượng vật chất và cảm xúc. Thực hành quán bất tịnh giúp chúng ta nhận ra rằng mọi thứ, bao gồm cả cơ thể và tâm trí, đều không vĩnh viễn và không hoàn hảo. Khi hiểu được điều này, chúng ta dễ dàng hơn trong việc không bị cuốn theo những cảm xúc tạm thời hoặc sự hào nhoáng bên ngoài. Ví dụ thực tế, khi bạn cảm thấy bị căng thẳng vì một cuộc họp quan trọng hoặc một bài kiểm tra sắp tới, việc thực hành quán bất tịnh có thể giúp bạn nhận ra rằng những cảm giác lo lắng này chỉ là tạm thời. Điều này giúp giảm bớt căng thẳng và giữ cho tâm trí của bạn được bình tĩnh hơn. Hộ trì các căn. Hộ trì các căn đề cập đến việc bảo vệ các giác quan của chúng ta, mắt, tai, mũi, lưỡi, và thân khỏi những tác động tiêu cực. Điều này có nghĩa là chúng ta cần phải cẩn thận về những gì chúng ta nhìn thấy, nghe thấy, ngửi thấy, nếm thử, và cảm nhận để không để cho chúng ảnh hưởng xấu đến tâm trí và hành vi của mình. Ví dụ thực tế, nếu bạn biết rằng việc xem tin tức tiêu cực trước khi đi ngủ khiến bạn cảm thấy lo lắng và không ngủ được, bạn có thể quyết định không xem tin tức vào buổi tối và thay vào đó đọc một cuốn sách tích cực hoặc nghe nhạc thư giãn. Điều này giúp bảo vệ tâm trí của bạn khỏi những thông tin gây lo âu và tạo ra môi trường nghỉ ngơi tốt hơn. Ăn uống có tiết độ. Ăn uống có tiết độ không chỉ liên quan đến việc ăn đủ lượng thực phẩm cần thiết mà còn bao gồm việc duy trì một chế độ ăn uống cân bằng và lành mạnh. Việc ăn uống điều độ giúp duy trì sức khỏe cơ thể và tâm trí, đồng thời giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến chế độ ăn uống kém. Ví dụ thực tế, thay vì ăn uống không điều độ với các loại thực phẩm chế biến sẵn, bạn có thể tạo ra một thực đơn hàng tuần với nhiều rau xanh, trái cây, và các nguồn protein chất lượng. Điều này không chỉ giúp bạn duy trì sức khỏe tốt mà còn cải thiện tinh thần và năng lượng. Có lòng tin và tinh cần. Lòng tin là sự tin tưởng vào khả năng của bản thân và sự tin tưởng vào những giá trị và nguyên tắc mà bạn đang theo đuổi. Tinh cần là sự chăm chỉ và kiên nhẫn trong việc theo đuổi mục tiêu của mình. Cả hai yếu tố này đều quan trọng trong việc tạo ra sự ổn định và thành công trong cuộc sống. Ví dụ thực tế, nếu bạn đang theo đuổi một mục tiêu lớn, chẳng hạn như việc học một kỹ năng mới hoặc hoàn thành một dự án quan trọng, việc có lòng tin vào khả năng của bạn và duy trì sự tinh cần trong việc làm việc chăm chỉ có thể giúp bạn đạt được thành công. Điều này có thể bao gồm việc đặt ra mục tiêu cụ thể, theo dõi tiến độ của bạn, và không từ bỏ khi gặp khó khăn. Mà không uy hiếp được. Như núi đá, trước gió. Phần cuối của bài kệ so sánh một người có thể duy trì sự ổn định của mình như một ngọn núi đá vững chắc trước sức gió. Điều này có nghĩa là khi bạn thực hành các nguyên tắc trong bài kệ quán bất tịnh, hộ trì các căn, ăn uống điều độ, và có lòng tin và tinh cần, bạn sẽ trở nên vững vàng và không bị dao động bởi những thử thách và khó khăn. Ví dụ thực tế, khi bạn phải đối mặt với một tình huống căng thẳng hoặc xung đột tại nơi làm việc, việc giữ vững tâm lý và không để những áp lực này làm bạn mất bình tĩnh giúp bạn xử lý tình huống một cách hiệu quả hơn. Bạn có thể thực hành các kỹ thuật quản lý căng thẳng và duy trì thái độ tích cực để giữ cho tâm trí của bạn luôn vững vàng. Ứng dụng bài kệ trong cuộc sống hàng ngày.
Việc áp dụng bài kệ vào cuộc sống hàng ngày không chỉ giúp bạn trở nên mạnh mẽ hơn trước những thử thách mà còn giúp bạn phát triển một cuộc sống cân bằng và đầy ý nghĩa. Bằng cách thực hành quán bất tịnh, bảo vệ các giác quan, duy trì chế độ ăn uống hợp lý, và phát triển lòng tin cùng sự tinh cần, bạn có thể xây dựng nền tảng vững chắc cho một cuộc sống ổn định và hạnh phúc. Bài kệ này không chỉ là một nguồn cảm hứng mà còn là một hướng dẫn thực tiễn cho cuộc sống hàng ngày. Bằng cách áp dụng các nguyên tắc từ bài kệ vào các tình huống cụ thể trong cuộc sống, bạn có thể tạo ra một môi trường sống tích cực hơn và cải thiện chất lượng cuộc sống của mình. Sống quán bất tịnh, giải pháp để tinh thần sáng suốt. Khi chúng ta nghe đến cụm từ quán bất tịnh, có thể chúng ta cảm thấy xa lạ hoặc khó hiểu. Tuy nhiên, việc hiểu và áp dụng khái niệm này có thể mang lại những lợi ích to lớn cho cuộc sống hàng ngày. Bài kệ trong phẩm song yếu của Kinh Pháp Cú đã nêu rõ rằng việc sống quán bất tịnh là một trong những cách hiệu quả để duy trì sự trong sáng và ổn định tinh thần, từ đó giúp bạn không bị ma quái, hay những cám dỗ và áp lực của cuộc sống, làm ảnh hưởng. Khái niệm quán bất tịnh. Quán bất tịnh là quá trình suy ngẫm và nhận thức về sự tạm bợ và không bền vững của tất cả mọi thứ trong cuộc sống. Đây là một phương pháp giúp chúng ta nhìn nhận các đối tượng, cảm xúc, và suy nghĩ với một cái nhìn sâu sắc hơn về bản chất vô thường và không bền vững của chúng. Khi bạn quán bất tịnh, bạn sẽ dễ dàng nhận ra rằng không có gì trong cuộc sống này là vĩnh viễn, và điều đó giúp giảm bớt sự bám víu và phụ thuộc vào những điều đó. Ứng dụng quán bất tịnh trong cuộc sống hàng ngày. Để áp dụng quán bất tịnh vào cuộc sống hàng ngày, bạn có thể bắt đầu bằng cách thực hành sự nhận thức về sự vô thường của các sự vật và hiện tượng xung quanh bạn. Ví dụ, khi bạn trải qua một thành công lớn trong công việc, thay vì để niềm vui này chi phối hoàn toàn tâm trí của bạn, hãy nhớ rằng niềm vui đó cũng sẽ có lúc qua đi. Việc này không có nghĩa là bạn không nên tận hưởng thành công, mà là để bạn không bị lạc lõng trong cảm xúc và có thể tiếp tục hướng tới các mục tiêu tiếp theo với một tâm trạng bình thản. Tương tự, khi bạn đối mặt với thất bại hay khó khăn, việc quán bất tịnh giúp bạn nhận thức rằng tình hình khó khăn hiện tại sẽ không kéo dài mãi mãi. Ví dụ, nếu bạn vừa trải qua một cuộc chia tay đau đớn, việc hiểu rằng cảm giác đau khổ này cũng sẽ dần phai nhạt theo thời gian có thể giúp bạn dễ dàng hơn trong việc hồi phục và tiếp tục cuộc sống. Quán bất tịnh trong các mối quan hệ. Áp dụng quán bất tịnh trong các mối quan hệ cá nhân có thể giúp bạn duy trì sự cân bằng và không bị cuốn vào các cảm xúc tiêu cực. Khi bạn nhận ra rằng tất cả các mối quan hệ đều có sự thay đổi và không phải lúc nào cũng hoàn hảo, bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc chấp nhận những bất đồng và khó khăn trong quan hệ. Ví dụ, khi một người bạn hoặc thành viên trong gia đình làm bạn thất vọng, việc quán bất tịnh giúp bạn nhận thức rằng mối quan hệ này có thể có những thăng trầm và không cần phải quá lo lắng hay thất vọng. Quán bất tịnh trong quản lý cảm xúc. Một ứng dụng quan trọng khác của quán bất tịnh là trong việc quản lý cảm xúc. Khi bạn hiểu rằng cảm xúc của bạn, dù là vui vẻ hay buồn bã, đều là tạm thời và không bền vững, bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc kiểm soát và điều chỉnh cảm xúc của mình. Ví dụ, nếu bạn cảm thấy căng thẳng trước một buổi thuyết trình quan trọng, việc quán bất tịnh có thể giúp bạn nhận thức rằng cảm giác căng thẳng này chỉ là một phần tạm thời của trải nghiệm và sẽ qua đi sau khi sự kiện kết thúc. Quán bất tịnh trong quyết định và lựa chọn. Khi bạn phải đưa ra quyết định quan trọng trong cuộc sống, việc áp dụng quán bất tịnh có thể giúp bạn đưa ra quyết định một cách sáng suốt hơn. Thay vì bị chi phối bởi những cảm xúc hoặc yếu tố tạm thời, bạn có thể nhìn nhận mọi quyết định dưới góc độ dài hạn và bền vững hơn. Ví dụ, nếu bạn đang cân nhắc việc thay đổi nghề nghiệp, quán bất tịnh giúp bạn nhìn nhận rằng không có công việc nào là hoàn hảo và việc chọn một công việc phù hợp với giá trị và mục tiêu lâu dài của bạn là quan trọng hơn là chỉ theo đuổi một công việc tạm thời mang lại niềm vui ngay lập tức. Kỹ thuật thực hành quán bất tịnh. Để thực hành quán bất tịnh hiệu quả, bạn có thể áp dụng một số kỹ thuật đơn giản trong cuộc sống hàng ngày. Một trong những cách hiệu quả là thiền định. Trong thiền, bạn có thể tập trung vào hơi thở và quan sát các suy nghĩ và cảm xúc của mình mà không bị cuốn vào chúng. Việc này giúp bạn duy trì sự nhận thức về sự tạm bợ của các đối tượng tâm lý và cảm xúc. Một kỹ thuật khác là ghi chép nhật ký cảm xúc. Bằng cách viết xuống những suy nghĩ và cảm xúc của bạn, bạn có thể dễ dàng nhận ra rằng cảm xúc của bạn đang thay đổi và không phải lúc nào cũng bền vững. Điều này giúp bạn có cái nhìn khách quan hơn về cảm xúc của mình và giảm bớt sự lo lắng hoặc căng thẳng.
Việc quán bất tịnh không chỉ giúp bạn duy trì sự bình tĩnh và ổn định tinh thần trong cuộc sống mà còn giúp bạn nhận thức rõ hơn về sự thay đổi và vô thường của mọi thứ xung quanh. Bằng cách áp dụng khái niệm này trong cuộc sống hàng ngày, bạn sẽ có khả năng điều chỉnh hành vi, quản lý cảm xúc, và đưa ra các quyết định một cách sáng suốt hơn. Cuộc sống đầy biến động và không thể đoán trước, nhưng việc quán bất tịnh sẽ giúp bạn duy trì sự ổn định và sự tự chủ trước những thử thách và cám dỗ. Hộ trì các căn và lợi ích của sự cảnh giác. Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta thường xuyên phải đối mặt với nhiều tác động và kích thích từ môi trường xung quanh. Những điều này không chỉ ảnh hưởng đến cảm xúc mà còn có thể làm sao lạc tâm trí và giảm hiệu suất làm việc. Bài kệ từ phẩm song yếu của Kinh Pháp Cú nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hộ trì các căn, tức là bảo vệ và quản lý các giác quan của chúng ta, nhằm duy trì sự trong sáng và sức khỏe tinh thần. Việc hiểu và thực hành việc hộ trì các căn có thể giúp chúng ta duy trì sự tự chủ và sự thanh thản trong cuộc sống. Khái niệm, hộ trì các căn. Hộ trì các căn có nghĩa là bảo vệ và kiểm soát các giác quan của chúng ta, bao gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, và thân. Điều này không chỉ đơn thuần là tránh xa các kích thích tiêu cực, mà còn bao gồm việc chủ động quản lý những gì chúng ta tiếp nhận từ thế giới bên ngoài. Khi các giác quan được bảo vệ và kiểm soát tốt, chúng ta có thể duy trì sự trong sáng tâm hồn và không bị ảnh hưởng bởi những yếu tố tiêu cực. Lợi ích của việc bảo vệ các giác quan. Một trong những lợi ích quan trọng của việc hộ trì các căn là giúp chúng ta duy trì sự bình tĩnh và tập trung. Khi các giác quan được quản lý tốt, chúng ta không dễ bị phân tâm bởi những yếu tố xung quanh, từ đó có thể cải thiện hiệu suất làm việc và sự hài lòng trong cuộc sống. Bảo vệ mắt, tránh xa tác động tiêu cực. Mắt là giác quan đầu tiên nhận diện thế giới bên ngoài, và điều quan trọng là bảo vệ mắt khỏi các yếu tố tiêu cực. Ví dụ, việc tiếp xúc liên tục với ánh sáng màn hình máy tính hoặc điện thoại có thể gây mỏi mắt và căng thẳng. Một cách để bảo vệ mắt là thực hiện các bài tập mắt thường xuyên và giảm thời gian tiếp xúc với màn hình. Hãy dành thời gian nghỉ ngơi cho mắt, như thực hiện quy tắc 20-20-20, cứ mỗi 20 phút, nhìn ra xa 20 feet khoảng 6 mét trong 20 giây. Bảo vệ tai, giảm tiếng ồn và âm thanh khó chịu. Tai là giác quan tiếp nhận âm thanh, và việc bảo vệ tai khỏi tiếng ồn quá mức là rất quan trọng. Tiếng ồn lớn có thể gây tổn thương thính giác và làm giảm chất lượng cuộc sống. Ví dụ, khi làm việc trong môi trường ồn ào, bạn có thể sử dụng nút tai để giảm tiếng ồn. Đồng thời, hạn chế nghe nhạc quá lớn hoặc sử dụng tai nghe trong thời gian dài cũng là cách để bảo vệ thính giác. Bảo vệ mũi, tránh xa mùi hương không tốt. Mũi giúp chúng ta nhận diện mùi hương, và việc bảo vệ mũi khỏi các mùi hương gây khó chịu hoặc độc hại là rất cần thiết. Mùi hương mạnh hoặc hóa chất độc hại có thể gây ra các vấn đề về hô hấp và ảnh hưởng đến tâm trạng. Nếu bạn làm việc với các hóa chất hoặc chất tẩy rửa, hãy đảm bảo rằng khu vực làm việc được thông gió tốt và sử dụng khẩu trang khi cần thiết. Bảo vệ lưỡi, ăn uống điều độ và lành mạnh. Lưỡi là cơ quan giúp chúng ta cảm nhận vị giác, và việc ăn uống điều độ có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe tổng thể. Ăn uống không điều độ hoặc tiêu thụ thực phẩm không lành mạnh có thể dẫn đến các vấn đề về sức khỏe và làm giảm cảm giác ngon miệng. Một cách để bảo vệ lưỡi là duy trì chế độ ăn uống cân bằng, bao gồm nhiều rau xanh, trái cây, và hạn chế thực phẩm nhiều đường và chất béo. Bảo vệ thân, chăm sóc cơ thể. Thân là giác quan cảm nhận các cảm giác từ môi trường, và việc chăm sóc cơ thể là rất quan trọng để duy trì sức khỏe. Ví dụ, nếu bạn làm việc nhiều giờ trong một tư thế không thoải mái, điều này có thể dẫn đến đau lưng hoặc căng cơ. Để bảo vệ cơ thể, hãy chú ý đến tư thế làm việc, thực hiện các bài tập thể dục thường xuyên, và nghỉ ngơi đầy đủ. Cảnh giác trong môi trường xã hội. Bảo vệ các giác quan cũng bao gồm việc duy trì sự cảnh giác trong các tình huống xã hội. Ví dụ, khi tham gia vào các cuộc thảo luận hoặc tranh luận, điều quan trọng là lắng nghe và phản ứng một cách chín chắn. Đừng để những lời nói hoặc hành động của người khác làm bạn bị tổn thương hoặc mất bình tĩnh. Hãy học cách duy trì sự bình tĩnh và đối phó với các tình huống căng thẳng một cách khôn ngoan. Kỹ thuật để duy trì sự cảnh giác. Có nhiều kỹ thuật giúp duy trì sự cảnh giác và quản lý các giác quan hiệu quả. Thiền định là một trong những phương pháp phổ biến để làm dịu tâm trí và cải thiện sự tập trung. Khi bạn thực hành thiền định, bạn có thể giúp tâm trí của mình trở nên bình tĩnh hơn và cải thiện khả năng kiểm soát cảm xúc. Tương tự,
Thực hành mindfulness, chánh niệm cũng giúp bạn duy trì sự chú ý và sự nhận thức cao hơn về các giác quan của mình. Mindfulness khuyến khích bạn tập trung vào những gì đang xảy ra trong hiện tại, giúp bạn nhận diện và phản ứng với các kích thích từ môi trường một cách hiệu quả hơn. Lợi ích dài hạn của việc hộ trì các căn. Việc duy trì sự bảo vệ và quản lý các giác quan không chỉ có lợi cho sức khỏe và sự ổn định tinh thần hiện tại mà còn có tác động tích cực lâu dài. Khi bạn bảo vệ các giác quan và duy trì sự cảnh giác, bạn sẽ giảm bớt căng thẳng và lo âu, đồng thời cải thiện khả năng tập trung và hiệu suất làm việc. Việc hộ trì các căn cũng giúp bạn tạo ra một môi trường sống và làm việc tích cực hơn. Khi các giác quan của bạn được bảo vệ tốt, bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn và có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn hơn. Hộ trì các căn là một phần quan trọng trong việc duy trì sự trong sáng và sức khỏe tinh thần. Bằng cách bảo vệ các giác quan khỏi những yếu tố tiêu cực và duy trì sự cảnh giác, bạn có thể cải thiện chất lượng cuộc sống và giảm bớt căng thẳng. Áp dụng các nguyên tắc này vào cuộc sống hàng ngày sẽ giúp bạn duy trì sự tự chủ, tăng cường hiệu suất làm việc, và tạo ra một môi trường sống và làm việc tích cực hơn. Tiết độ trong ăn uống, cách tạo dựng sức khỏe và sự bình an tâm hồn. Tiết độ trong ăn uống là một yếu tố thiết yếu không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất mà còn có tác động sâu rộng đến sức khỏe tinh thần và cảm xúc của chúng ta. Bài kệ trong phẩm song yếu của Kinh Pháp Cú nhấn mạnh rằng việc duy trì sự tiết độ trong ăn uống cùng với những phẩm hạnh khác sẽ giúp chúng ta trở nên vững vàng và không bị uy hiếp bởi những khó khăn trong cuộc sống. Tầm quan trọng của tiết độ trong ăn uống. Tiết độ trong ăn uống không chỉ là việc ăn đúng số lượng thức ăn cần thiết, mà còn bao gồm việc chọn lựa thực phẩm phù hợp và duy trì một thói quen ăn uống cân bằng. Khi chúng ta ăn uống điều độ, cơ thể sẽ hoạt động hiệu quả hơn, từ đó giúp chúng ta cảm thấy khỏe mạnh và năng động hơn. Một chế độ ăn uống điều độ giúp duy trì cân nặng lý tưởng và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường, cao huyết áp và bệnh tim. Hơn nữa, nó còn giúp cải thiện chức năng tiêu hóa, tăng cường năng lượng và làm giảm căng thẳng. Sự cân bằng trong dinh dưỡng còn hỗ trợ sự phát triển tâm trí, giúp bạn cảm thấy bình tĩnh và tập trung hơn trong cuộc sống. Các nguyên tắc cơ bản của tiết độ trong ăn uống. Để thực hành tiết độ trong ăn uống, bạn cần tuân theo một số nguyên tắc cơ bản. Đầu tiên là việc chọn lựa thực phẩm giàu dinh dưỡng và hạn chế các thực phẩm chứa nhiều đường, chất béo bão hòa và muối. Thực phẩm như rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và protein từ thực vật nên được ưu tiên. Thứ hai, hãy chú ý đến kích thước khẩu phần. Ăn quá nhiều ngay cả khi bạn chọn thực phẩm lành mạnh cũng có thể dẫn đến tình trạng thừa cân và các vấn đề sức khỏe khác. Một cách đơn giản để kiểm soát khẩu phần là sử dụng đĩa nhỏ hơn và chú ý đến các tín hiệu từ cơ thể khi bạn cảm thấy no. Thứ ba, hãy duy trì thói quen ăn uống đều đặn. Điều này có nghĩa là bạn nên ăn vào những giờ cố định và không bỏ bữa. Ăn uống đúng giờ giúp cơ thể duy trì một nhịp sinh học ổn định và cải thiện khả năng tiêu hóa. Tạo dựng một thói quen ăn uống điều độ. Để thực hiện tiết độ trong ăn uống, bạn có thể bắt đầu bằng việc lập kế hoạch bữa ăn và chuẩn bị thực phẩm trước. Việc chuẩn bị bữa ăn tại nhà không chỉ giúp bạn kiểm soát các thành phần và khẩu phần mà còn giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Một cách khác để duy trì sự tiết độ là theo dõi nhật ký ăn uống. Ghi lại những gì bạn ăn và uống mỗi ngày giúp bạn nhận diện các thói quen ăn uống không lành mạnh và điều chỉnh chúng khi cần thiết. Hãy nhớ rằng việc thực hành tiết độ trong ăn uống không phải là một nhiệm vụ tạm thời mà là một phần của lối sống lành mạnh. Đặt ra những mục tiêu nhỏ và thực hiện từng bước một để xây dựng thói quen ăn uống điều độ. Ví dụ thực tế về tiết độ trong ăn uống. Hãy xem xét trường hợp của Minh, một nhân viên văn phòng bận rộn. Mình thường xuyên ăn đồ ăn nhanh và thức ăn chế biến sẵn do thiếu thời gian. Điều này khiến anh cảm thấy mệt mỏi và khó tập trung vào công việc. Sau khi nhận thức được tầm quan trọng của việc ăn uống điều độ, mình quyết định thay đổi thói quen của mình. Anh bắt đầu chuẩn bị các bữa ăn tại nhà vào cuối tuần và mang theo bữa trưa lành mạnh đến công ty. Mình cũng hạn chế ăn uống ngoài giờ và tập thói quen uống nước thường xuyên. Kết quả là mình cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn, giảm căng thẳng và nâng cao hiệu suất làm việc của mình. Một ví dụ khác là chị Lan, một người mẹ nội trợ. Chị thường cảm thấy căng thẳng và kiệt sức do phải chăm sóc gia đình và làm việc nhà. Sau khi tìm hiểu về tiết độ trong ăn uống, chị Lan bắt đầu tập trung vào việc ăn những thực phẩm lành mạnh, như rau xanh, trái cây, và thực phẩm nguyên hạt.
chị cũng thiết lập thói quen ăn uống đều đặn và hạn chế uống đồ uống có ga. Những thay đổi này không chỉ giúp chị cải thiện sức khỏe mà còn làm giảm cảm giác mệt mỏi và căng thẳng. Sự kết hợp của tiết độ trong ăn uống với các yếu tố khác. Tiết độ trong ăn uống không thể hoạt động một cách độc lập. Để đạt được sức khỏe tối ưu, bạn cũng cần kết hợp với các yếu tố khác như tập thể dục thường xuyên, giấc ngủ đủ, và quản lý căng thẳng. Một lối sống lành mạnh toàn diện bao gồm việc chăm sóc cơ thể từ nhiều góc độ khác nhau. Hãy nhớ rằng việc duy trì tiết độ trong ăn uống là một quá trình liên tục và cần sự kiên nhẫn. Những thay đổi nhỏ và tích cực sẽ dần dần mang lại kết quả lâu dài. Khi bạn làm việc chăm chỉ để duy trì chế độ ăn uống điều độ và kết hợp với các thói quen lành mạnh khác, bạn sẽ thấy sự cải thiện rõ rệt trong sức khỏe và tinh thần của mình. Tiết độ trong ăn uống không chỉ đơn thuần là việc kiểm soát lượng thức ăn mà còn là một phần quan trọng của lối sống lành mạnh. Bằng cách thực hành tiết độ, bạn có thể tạo dựng sức khỏe tốt hơn, cải thiện tinh thần và cảm xúc, và đối mặt với những thử thách trong cuộc sống một cách vững vàng hơn. Những ví dụ từ cuộc sống thực chứng minh rằng việc duy trì tiết độ trong ăn uống có thể mang lại những lợi ích đáng kể và giúp bạn sống một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc hơn. Hãy bắt đầu ngay từ hôm nay để cảm nhận sự khác biệt và xây dựng một lối sống tích cực và bền vững. Sự bất khuất trước thử thách, duy trì tinh thần mạnh mẽ trong cuộc sống. Cuộc sống không bao giờ thiếu những thử thách và khó khăn. Những tình huống này có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, từ áp lực công việc đến mối quan hệ cá nhân và các vấn đề sức khỏe. Trong những lúc như vậy, việc duy trì một tinh thần mạnh mẽ và không bị dao động là vô cùng quan trọng. Bài kệ trong phẩm song yếu của Kinh Pháp Cú, với những nguyên tắc về quán bất tịnh, hộ trì các căn, tiết độ trong ăn uống, lòng tin và tinh cần, giúp chúng ta xây dựng một nền tảng vững chắc để đối mặt với các thử thách. Trong chương này, chúng ta sẽ khám phá cách áp dụng những nguyên tắc này để giữ vững tinh thần trước mọi khó khăn. Tầm quan trọng của tinh thần mạnh mẽ. Tinh thần mạnh mẽ không có nghĩa là bạn không cảm thấy lo lắng hay căng thẳng, mà là khả năng vượt qua những cảm xúc tiêu cực và duy trì sự bình tĩnh trong các tình huống khó khăn. Một tinh thần vững vàng giúp bạn đối mặt với thử thách một cách hiệu quả hơn và tìm ra giải pháp thay vì chỉ lo lắng về vấn đề. Ví dụ, trong một môi trường làm việc căng thẳng, việc duy trì tinh thần mạnh mẽ giúp bạn quản lý khối lượng công việc lớn và áp lực từ đồng nghiệp một cách hiệu quả. Nếu bạn không giữ được bình tĩnh, bạn có thể dễ dàng bị choáng ngợp và mất kiểm soát, dẫn đến hiệu suất làm việc giảm sút. Ngược lại, nếu bạn giữ được sự bình tĩnh và tập trung, bạn sẽ có khả năng giải quyết vấn đề tốt hơn và tìm ra các giải pháp sáng tạo. Duy trì lòng tin và sự tinh cần. Lòng tin và sự tinh cần là hai yếu tố quan trọng trong việc xây dựng một tinh thần mạnh mẽ. Lòng tin giúp bạn giữ vững niềm tin vào khả năng của mình và vào những quyết định mà bạn đưa ra. Sự tinh cần giúp bạn duy trì sự tập trung và nỗ lực không ngừng để đạt được mục tiêu. Hãy nghĩ đến một vận động viên chuẩn bị cho một cuộc thi lớn. Họ cần lòng tin vào khả năng của mình và sự tinh cần trong việc luyện tập hàng ngày để chuẩn bị tốt nhất cho sự kiện. Sự kết hợp giữa lòng tin vào bản thân và tinh cần trong luyện tập giúp họ có được phong độ tốt nhất và vượt qua các đối thủ. Ứng dụng nguyên tắc để vượt qua thử thách. Để áp dụng nguyên tắc từ bài kệ vào cuộc sống, bạn cần bắt đầu bằng cách áp dụng các nguyên tắc quán bất tịnh, hộ trì các căn, và tiết độ trong ăn uống. Những nguyên tắc này giúp bạn duy trì sự cân bằng và sức mạnh tinh thần trong khi đối mặt với thử thách. Quán bất tịnh trong cuộc sống hàng ngày. Quán bất tịnh là việc nhìn nhận và hiểu rõ sự vô thường và tạm thời của mọi thứ. Điều này giúp bạn giảm bớt sự bám víu vào những điều không quan trọng và tập trung vào những giá trị thực sự. Trong cuộc sống hàng ngày, quán bất tịnh có thể giúp bạn không bị quá lo lắng về những vấn đề nhỏ nhặt và tập trung vào những điều quan trọng hơn. Ví dụ, nếu bạn đang gặp khó khăn trong công việc hoặc mối quan hệ cá nhân, việc hiểu rằng mọi thứ đều có thể thay đổi và không có gì là vĩnh viễn có thể giúp bạn giữ bình tĩnh và không bị cuốn vào những cảm xúc tiêu cực. Khi bạn chấp nhận rằng khó khăn chỉ là tạm thời, bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc tìm ra giải pháp và tiếp tục tiến về phía trước. Hộ trì các căn, bảo vệ chính mình. Việc hộ trì các căn nghĩa là bảo vệ giác quan của bạn khỏi những tác động tiêu cực. Điều này có thể bao gồm việc chọn lọc thông tin bạn tiếp nhận, tránh xa những môi trường gây stress, và giữ cho tâm trí luôn trong trạng thái tỉnh táo. Một ví dụ đơn giản là việc tránh xa các tin tức tiêu cực hoặc mạng xã hội khi bạn cảm thấy bị căng thẳng.
Việc này giúp bạn bảo vệ tâm trí khỏi những ảnh hưởng tiêu cực và duy trì sự bình tĩnh. Thay vào đó, bạn có thể chọn tham gia vào các hoạt động tích cực như đọc sách, đi dạo, hoặc gặp gỡ bạn bè để tạo ra môi trường tinh thần lành mạnh hơn. Tiết độ trong ăn uống, duy trì sức khỏe. Tiết độ trong ăn uống là một phần quan trọng để duy trì sức khỏe và sự ổn định tinh thần. Ăn uống điều độ giúp cơ thể bạn hoạt động tốt hơn và cung cấp năng lượng cần thiết để đối mặt với thử thách. Ví dụ, một chế độ ăn uống cân bằng và điều độ có thể giúp bạn duy trì năng lượng suốt cả ngày và tránh cảm giác mệt mỏi hoặc cáu kỉnh. Điều này giúp bạn duy trì sự tập trung và kiên nhẫn khi đối mặt với các vấn đề trong công việc hoặc trong cuộc sống cá nhân. Sự bất khuất trước thử thách. Khi bạn đã áp dụng các nguyên tắc này, bạn sẽ cảm thấy mạnh mẽ hơn và có khả năng đối mặt với thử thách một cách hiệu quả hơn. Sự bất khuất trước thử thách không chỉ là về việc duy trì sự bình tĩnh mà còn là khả năng kiên cường và không bỏ cuộc khi gặp khó khăn. Một ví dụ điển hình là những người đã vượt qua các thử thách lớn trong cuộc đời, chẳng hạn như những nhà lãnh đạo, doanh nhân thành công, hoặc những cá nhân đã trải qua khó khăn lớn. Họ không chỉ duy trì sự bình tĩnh mà còn có khả năng tìm ra giải pháp sáng tạo và không ngừng nỗ lực để đạt được mục tiêu. Kết luận. Bằng cách áp dụng nguyên tắc từ bài kệ trong phẩm song yếu, bạn có thể xây dựng một nền tảng vững chắc để đối mặt với các thử thách trong cuộc sống. Việc duy trì lòng tin, sự tinh cần, và tinh thần mạnh mẽ giúp bạn không chỉ vượt qua khó khăn mà còn phát triển bản thân và đạt được thành công. Cuộc sống sẽ luôn có những thử thách, nhưng cách bạn đối diện với chúng sẽ quyết định sự thành công và hạnh phúc của bạn. Tủ sách Áo Lam xin cảm ơn quý vị đã nghe hết kinh pháp cú bài kệ số 8 phẩm song yếu. Xin quý vị đừng quên ủng hộ tinh thần cho Tủ sách Áo Lam bằng cách like, subscribe và chia sẻ video này đến với mọi người. Chúng con xin hẹn gặp lại quý vị vào bài kệ số 9 phẩm song yếu.